Dạ, Hiếu Phan xin mến chào tất cả quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với bản tin trên kênh của Hiếu trong ngày hôm nay. Thì nội dung trong video này, Hiếu xin cập nhật thông tin có liên quan đến vụ việc tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh sau khi mà ông qua đời, thưa quý vị. Thì đây là một cái vụ việc mà được dư luận rất là quan tâm mấy ngày vừa qua, cũng nóng sốt ở trên mạng xã hội và được lan tải rất là nhiều qua các mạng truyền thông như là báo chí, YouTube hay là Facebook. Thì trước khi vào nội dung chi tiết, Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Thì như vị khán giả cũng đã biết là sau khi mà cố nghệ sĩ Vũ Linh qua đời thì cái vụ việc mà tranh chấp tài sản nó đang được nóng lên và được dư luận rất là quan tâm và có nhiều cái ý kiến trái chiều ở đây mà đa phần là ủng hộ cho chị Hồng Loan, thưa quý vị, bởi vì chị là con gái ruột của cố nghệ sĩ Vũ Linh đó. Thì tất nhiên là trong cái vụ việc này trong thời gian sắp tới sẽ có một cái phiên tòa diễn ra, và mới đây nhất thì theo nguồn tin mà Hiếu cập nhật được á, thì báo pháp luật cũng có cho chúng ta biết như thế này: Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thụ lý vụ kiện tranh chấp kế thừa đối với di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nguyên đơn ở đây là bà Võ Thị Hồng Nhung, 60 tuổi, là em gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Và bị đơn ở đây là bà Võ Thị Hồng Loan, 37 tuổi, con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Và những người mà có nghĩa vụ liên quan thì gồm có là bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu của cố nghệ sĩ Vũ Linh, ông Võ Thành Nhiêu, em trai của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và văn phòng công chứng Quỳnh Thị Ngọc Yến, phường 14, quận Bình Thạnh, thưa quý vị. Đó cũng là nguồn tin mà báo pháp luật cũng đã cho chúng ta biết là hiện tại đây, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thụ lý cái vụ này. Đó, và chúng ta chưa có biết là cái thời gian sẽ diễn ra phiên tòa như thế nào. Thì trong cái vụ việc mà tranh chấp tài sản ở đây thì Hiếu thấy là rất là nhiều vị khán giả cũng yêu thương mến chị Hồng Loan ở đây, bởi vì chị là con gái ruột của cố nghệ sĩ, là một cái điều rất là rõ ràng cần phải thừa hưởng tài sản của ba mình để lại, thưa vị khán giả. Qua đây thì Hiếu cũng xin gửi đến tất cả vị khán giả một người cũng đã lên tiếng về cái vấn đề này và cũng có lời khuyên răn đối với chị Hồng Loan là phải vững vàng, vững tinh thần. Mọi cái sự việc nó xảy ra thì chị cũng nên là hết sức bình tĩnh, cũng như là đề phòng đối với những âm mưu mà có những người liên quan trong cái sự việc này đó, họ muốn gây hại để mà chiếm đoạt về cái vấn đề mà gia tài của chị ở đây. Thì Hiếu mời vị khán giả nghe và quý vị khán giả cũng để lại bình luận nhận xét cho cái sự việc này. Chị suy nghĩ với em coi phải không? Cả nhà suy nghĩ đi, tại sao khi cậu Năm mất, tất cả những cái clip đăng về cậu Năm được xuất hiện trên mọi mặt YouTube, TikTok, Facebook. Nhưng cả nhà có để ý kỹ một điều không? Tất cả những cái câu chuyện, những cái đoạn ghi âm, những cái đoạn quay phim mà người ta đưa lên đều có một cái mục đích chung. Cả nhà có để ý kỹ cái đó không? Về tài sản, nếu mà cả nhà nhìn kỹ, nghe kỹ thì tất cả những cái clip khi cậu Năm mất, được gọi là kỷ niệm đó, mà được đăng tải trên các TikTok, YouTube với lại Facebook đó, đều có một ý như nhau là gì? Là tài sản. Và những cái clip đó là ai quay quý vị? Là Phượng Gia quay. Nhằm mục đích gì cả nhà biết không? Nhằm cái mục đích muốn lấy những cái đó làm bằng chứng miệng và làm thành bằng chứng video hình ảnh. Tới bây giờ em mới suy nghĩ ra nè. Cái này em mới suy nghĩ ra nè quý vị. Tại vì sao bà Sáu Bào bà ngang nhiên, bà dám dùng một cái câu rằng là gia tòa đi rồi tính. Có nghĩa là mẹ con bà Sáu Bào này đã có âm mưu từ trước. Đã có âm mưu từ trước khi họ biết cái bệnh của cậu sẽ còn sống được bao nhiêu lâu. Và họ thừa biết rằng cậu chỉ có một mình Hồng Loan là con hợp pháp. Không có nói con nuôi con ruột nha, con hợp pháp. Và họ đã lường trước tới cái việc cậu mà mất là Hồng Loan phải được thừa kế tài sản. Chính vì cái chỗ đó
mà họ bắt đầu chiêu trò quay phim để quay lại những cái hình ảnh của cậu, những cái lời nói của cậu trực tiếp từ cái miệng cậu, để đó mà làm những cái bằng chứng sau này nếu như có ra tòa. Đó là cái một cái vấn đề là mưu tính toan tính sẵn nha quý vị. Giống như họ dùng cái từ là giống như cái kiểu là tụi nó mớm lời của cậu, giống như canh cậu lúc sai xỉn, canh cậu lúc sai xỉn thì con hồng, con dê chó, con dê chó, con phượng dê nó mới hỏi cậu: cậu ơi, cậu cho con cái nhà nào? Cậu Năm mới nói theo: ờ, cái nhà địa chỉ đó. Xong rồi nó hỏi tiếp: cậu cho ai? Thì cậu sẽ đáp lời là: ờ, cậu cho con. Có nghĩa là nó mớm lời luôn, nó mớm lời cho cậu luôn. Đó, nó mớm lời cho cậu luôn để chi? Để nó quay lại. Để nó quay lại là em nghĩ rằng nếu mà tụi nó thách đố Hồng Loan ra tòa thì tụi nó sẽ trưng bày, trưng cầu những cái video clip đó lên. Tụi nó sẽ trưng cầu những cái video clip của cậu nói lên mà đưa ra cho bên bên tòa. Thì lúc đó nha, tôi là tôi ngừa trước đó, mà chân cầu những cái đó lên coi chừng đó là vướng thêm cái tội gì nữa, biết không? Mưu đồ tính toán rồi coi như là có cái ý, có cái ý định là sẽ giống như là tống tiền hay là một cái gì đó. Nếu như mà chân cầu những cái clip đó lên nha, coi chừng bị vướng thêm tội đó, coi chừng tự mình giả vô mặt mình luôn đó nha. Đừng có nghĩ đơn giản tới mức độ như vậy. Những cái clip đó không có ai mà đi xử hết trơn á. Những cái clip đó không có ai mà giải quyết qua những cái clip đó hết trơn á. Chào chị Thanh Lê Ngọc ha. Không có ai mà giải quyết qua cái vấn đề mà cậu đang say xỉn mà quay phim, mà thâu âm lại mà để đó, rồi đi tranh chấp, tranh giành tài sản với con người ta đâu ha. Coi chừng đem cái ý định đó lên tòa là coi chừng bị xử ngược lại đó. Cái đó là tranh đoạt, chiếm đoạt tài, có mưu đồ, có ý định chiếm đoạt tài sản của người ta. Thì canh những lúc người ta sai xỉn bắt đầu mới ghi lại, ghi hình, quay hình lại. Tụi nó dắt cậu Linh đi khám bệnh mà, tụi nó biết được cái bệnh của cậu Linh như thế nào, sống được bao nhiêu lâu. Nhiều khi cậu Linh cũng chưa biết chứ tụi nó biết đó ha. Bắt đầu mới nảy sinh ý định đó quý vị, quay clip lại để làm chi? Để mà sau này nè, giống như cái vụ này nè, đi kiện nhau nè, rồi đưa những cái đó ra làm bằng chứng, đúng không? Đưa cái đó đưa ra làm cái bằng chứng, là đưa ra để làm bằng chứng. À đây, cậu tôi nè, cậu tôi có nói nè, đó chính miệng cậu tôi nói rõ ràng, cái nhà này, số nhà này, địa chỉ này là thuộc về tôi nè. Đúng không? Ý định của mẹ con cô Sáu Bào là như vậy, đúng không? Nhưng mà sai rồi, không có được đâu. Đưa cái đó ra là mình bị quật ngược lại đó, là mình mưu đồ tính toán để mà mình chiếm đoạt tài sản của người khác đó. Và đây luôn nè, nhắc cho mẹ con cô Sáu Bào nhớ nè, đừng đem cái chiêu hăm dọa ra mà đi hăm dọa Hồng Loan vào cái thời điểm này nha. Đừng có mượn dao giết người trong cái thời điểm này nha cô Sáu Bào. Đừng có chơi cái chiêu là cho người nhắn tin hăm dọa Hồng Loan. Đừng có dùng những cái chiêu là ép buộc Hồng Loan phải chịu, phải đáp ứng những cái nhu cầu của cô Sáu Bào, rồi cô Sáu Bào mới cho làm mồ làm mã nha. Cô Sáu đừng có những cái ý định đó, không có được đâu cô Sáu ơi. Cô Sáu đừng có chơi như vậy nha. Mình phải đối chất, mình phải chơi trên một cái tư thế đẹp nhất, là mình công khai rõ ràng ra tòa, phân coi như là thắng ra thắng mà thua ra thua. Đừng có cái chơi mà ép hoặc là hâm hoặc là nhắn tin hù dọa Hồng Loan nha. Hồng Loan phải giữ vững nha, Hồng Loan phải giữ vững tâm trí nha Hồng Loan.
chị Loan phải có một cái đầu lạnh, chị Loan phải có một cái đầu lạnh để chị Loan giải quyết những cái việc này. Cho dù ai nói như thế nào, mặc kệ người ta, chị Hồng Loan phải giữ vững, là phải kiện, phải làm ra cho nguyên, làm rõ cái nguyên nhân và sao kê tất cả những cái số tiền không được chính đáng. Chị phải vững tâm lý nha, đừng có để người ta hăm dọa hăm hù chị, rồi chị sợ chị làm theo ý người ta là coi như công của ba chị đổ sông đổ biển luôn đó. Em nói với chị Loan nha, có cái gì chị cứ la làng lên, ai nhắn tin hăm dọa chị, ai nhắn tin thế này thế kia với chị la làng lên, chị lên Facebook, chị đăng đàn những cái đó lên để cho người ta biết, để cho những cái người mà có tiếng nói giống như về bên pháp luật đó, hoặc là anh Vũ Luân hay là chị Bình Tinh hay là những cái người thương yêu cậu đó, người ta sẽ hỗ trợ cho chị. Em nghĩ rằng sau lưng của chị còn những người anh, những người chị, những người con nuôi của cậu Năm đang rất 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 là thương chị. Chỉ cần chị lên tiếng là người ta sẽ giúp chị liền. Điển hình giống như anh Luân, chị Bình Tinh, chú Hữu Quốc, cô Thoại Mỹ, các cô, các chú mà bạn trong nghề của cậu Năm đó, rồi những người yêu thương cậu Năm đó, không bao giờ bỏ chị đâu nha, nếu như chị cần. Đó, nên là chị phải có cái đầu lạnh, chị phải giữ vững lập trường, chị phải coi như là cho ra khô ra ngoài cái vấn đề này, đừng để cho ba chị nằm xuống rồi mà trên lưng của ba chị phải gồng gánh thêm những cái khoản nợ vô lý đó nữa. Chị nên nhớ một điều, những người thương của ba chị, những người thương chị, những khán giả đang ủng hộ chị và cái kênh nhỏ nhỏ của em sẽ không bao giờ bỏ chị. Chị phải nhớ điều đó. Chị chỉ cần giữ một cái đầu lạnh cho em thôi, làm cái nào là phải chắc cái đó, cần gì là la làng lên liền. Ai hăm dọa chị, ai như thế nào với chị, ai đe dọa chị phải la làng lên liền cho tụi em biết, cho khán giả biết nha chị. Đó, chị đừng có mà vì một cái hai ba cái hăm dọa rồi chị bỏ cuộc nha chị. Quý vị khán giả thân mến, quý vị cũng vừa nghe một vị khán giả chia sẻ về cái vụ việc có liên quan đến tranh chấp tài sản giữa con ruột cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng như là anh chị em của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Thì theo vị khán giả nhận định như thế nào, ai đúng ai sai trong cái câu chuyện này? Thì rõ ràng ở đây là quý vị khán giả rất là yêu thương và ủng hộ cho chị Hồng Loan, cũng mong muốn rằng tài sản của ba mình là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sẽ thuộc về chị ở đây thưa vị. Thì chúng ta còn chờ đợi cái phiên tòa sẽ diễn ra và xét xử như thế nào nhé. Rất mong là quý khán giả cũng để lại bình luận nhận xét, một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho Hiếu ạ. Có thông tin mới Hiếu sẽ tiếp tục cập nhật gửi đến cho tất cả quý khán giả được biết. Một lần nữa cuối video Hiếu mến chúc tất cả quý vị cùng với gia đình của mình xem kênh của Hiếu có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video mới nhất.